Sáng ngày 27 tháng 6, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một thanh niên nghi bị bắn tử vong trên đường Nguyễn Ái Quốc thuộc khu phố 5, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa vào khoảng 1 giờ cùng ngày. Nạn nhân sinh năm 2005, ngụ khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong ngay sau đó. Qua khám nghiệm xác định, trong người nạn nhân có nhiều vết đạn bắn xuyên qua ngực, nghi đạn hoa cải. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ ngày 27 tháng 6, có một vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 13,5 đến 14,5 độ Vĩ Bắc và 119,5 đến 120,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong vòng 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng hoạt động mạnh dần lên. Trong khi theo các chuyên gia khí tượng, hiện nay ở vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines đã xuất hiện một vùng áp thấp. Các mô hình đưa ra dự báo vùng áp thấp này sẽ di chuyển vào biển Đông vào đêm nay ngày 27 tháng 6 và khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo các chuyên gia khí tượng, xác suất hình thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão lên tới 70%. Theo những hộ dân tại tổ 19 thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, từ năm 2015, gia đình ông Trần Văn Hơn có đất dọc hai bên suối Đa Me đã tự ý đổ bê tông lên hơn 100 mét bề mặt suối, xây bờ rào kín để tạo thành khu đất hợp nhất. Phía dưới lòng suối, hộ dân này làm hệ thống cống hợp. Ông Nguyễn Đức Thông, thôn Phú Thạnh cho biết, có trận mưa lớn làm ngập, cuốn trôi toàn bộ 2.500 m2 hành lá của gia đình, thiệt hại 100 triệu đồng. Mới đây, ông Lê Nguyên Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng đã giao Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thạnh ra soát lại toàn bộ hồ sơ, đồng thời kiểm tra thực tế việc tiêu thoát nước tại khu vực trên. Báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân huyện xem xét, xử lý theo đúng quy định, giao Phòng Kinh tế Hạ tầng chủ trì ra soát lại các nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện liên quan đến các công trình xây dựng của ông Trần Văn Hơn. Sáng ngày 27 tháng 6, Thượng tá Phạm Quang Huy cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 26 tháng 6. Nhận được tin báo có người định nhảy cầu hồ, tuyến sông Đuống thuộc xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tự tử. Thủy đoàn 1 cử một tổ công tác gồm 4 cán bộ chiến sĩ, sử dụng một xuồng máy, một xe ô tô nhanh chóng có mặt tại địa điểm và phối hợp với đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh tổ chức phương án ứng cứu. Sau một hồi khuyên nhủ, cô gái có ý định nhảy cầu đã hợp tác để lực lượng chức năng đưa vào nơi an toàn. Cô gái sinh năm 1994, ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Chị cho biết hiện tại chị đang mang bầu với bạn trai ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, nhưng do mâu thuẫn tình cảm nên có ý định tự tử. Trưa ngày 27 tháng 6, cơ quan điều tra vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân căn biệt thự tại khu đô thị ở xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa bốc cháy. Khi đám cháy được khống chế, công an phát hiện tại phòng khách của căn biệt thự có người đàn ông nằm gục trên ghế salon, đầu chảy nhiều máu, phía dưới sàn có khẩu súng. Lực lượng chức năng đã điều xe cứu thương, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo người dân trong khu vực, trước khi phát hiện đám cháy, họ đã nghe có tiếng nổ như súng vang lên từ căn biệt thự trên. Tối ngày 26 tháng 6, cơ quan chức năng huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh xác định được nguyên nhân ban đầu khiến 3 người trong một gia đình tử vong, gồm anh L 35 tuổi, chị H 31 tuổi, cháu H 13 tuổi, cùng ngụ ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên. Nguyên nhân ban đầu được xác định, các nạn nhân tử vong do ngạt khí ga khi đi móc mũ cao su tại hầm mũ, thuộc ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trước đó, vợ chồng anh L cạo mũ cao su cho một hộ dân trên địa bàn. Sau đó không liên lạc được, người dân đi tìm thì phát hiện xe lôi của gia đình nạn nhân ở khu vực hầm chứa mũ của công ty cổ phần Hòa Hiệp Hưng. Mở rộng tìm kiếm thì phát hiện thi thể người vợ nằm trên bờ sát hầm. Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã triển khai cứu hộ và trục vớt được 3 thi thể và bàn giao tử thi cho gia đình. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cuối cùng đã xác định được câu lạc bộ mà anh sẽ khoác áo trong thời gian tới, đó là Pau FC, đội bóng đang tham dự Click 2. Sau khi người đại diện hoàn tất các thủ tục cần thiết, Nguyễn Quang Hải lên đường sang Pháp để kiểm tra y tế và ký hợp đồng với câu lạc bộ Pau ở Click 2 vào ngày hôm nay, 27 tháng 6. Dự kiến buổi kiểm tra y tế sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6.
Nếu mọi chuyện thuận lợi thì Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại Pháp và là cầu thủ thứ 3 thi đấu tại châu Âu sau Công Phượng và Văn Hậu. Chia sẻ trên trang cá nhân tại sân bay Nội Bài trước khi sang Pháp vào sáng ngày 27 tháng 6, Quang Hải cho biết: "Ra nước ngoài thi đấu là một quyết định dũng cảm của cá nhân tôi. Có thể ở Việt Nam tôi được nhiều người biết đến, nhưng khi sang châu Âu tôi sẽ phải bắt đầu từ đầu.